là là tôi mà thành công đây mất cái giống gì mà tự nhiên tôi thèm cái món cá rô kho tổ tới nói ngủ mà còn nằm mơ thấy nữa mà may quá sao mua được hai con cá rô và miếng thịt ba rọi ngon thiệt ngon vậy thì làm thôi pha cái chén ướp thịt cá nè một muỗng tương ớt hai muỗng hạt nêm hai muỗng đường giá nước mắm 1 ít một xong thêm muỗng dầu hào đây. ủa mấy cái gia vị này sao giống ướp thịt barbecue với vậy ta thôi kệ làm luôn mình chế lên ướp thịt với cá khoảng tầm 20 phút cho thấm gia vị xong rồi mình làm nước màu bằng đường vừa chảy đen tới thì mình tắt bếp để mình bỏ thịt Thịt vô để nó nóng mà mình bỏ vô liền văn phỏng ráng chịu nha trong thịt với cá lúc này là nó còn ít nước nên mình kho cho nước rút lại xong rồi mình chế nước sắp sắp cá với thịt khi nước sôi so lại thì mình kho lửa nhỏ nha thôi mình để đây đi đi chuẩn bị bánh cho khách nè dạo này mình nướng cái cốt bánh bông lan ngon ghê luôn á bánh bông lan trứng muối thấy ngon không? Thôi quay lại cái nồi cá kho của mình đây <laughs> Đây là vàng xanh nha mọi người Mùa này ai có cái này là giàu lắm Kho riêu riêu sau khoảng 30 đến 40 phút là cá của mình chín rồi Xong mình nếm nếm lại cho vừa ăn Thịt với cá kho thì mình phải kho lửa nhỏ thì nó mới ngon nha Trời ơi, bữa nay ai độ kho cái nồi cá nhìn ngon dữ vậy trời Rau dền, đậu bắp luộc, chấm chén nước tương chao Thêm miếng cá kho mặn mặn, thịt ba rọi béo béo Cái vị cay nhẹ nhẹ của ớt với tiêu nữa Trời, ta nói nhức cái nắp thôi mình đi ăn cơm đây mọi người bye